Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay cơ sở chúng em cập nhật tiết cho các bạn những cái loại lan mới về của ngày hôm nay để tiện cho các bác đam mê sưu tập vào trong vườn nhà mình. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2018. Em có xem nào, hôm nay điểm qua xem chúng ta có bao nhiêu loại ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 loại lan rừng đang có ở cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền nhé các bạn nhé. Cơ sở chúng em thì ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các bạn mua hàng thì xin hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Và các bạn tránh comment số điện thoại và ký thông tin địa chỉ của các bạn ở dưới các clip, là chúng ta không nên comment ở dưới đấy, tại vì chỗ đấy nó thông tin rất là mở nên là ai cũng có thể thấy những cái thông tin đấy, nó nên là nó cũng không tốt cho các bạn. Vâng, bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở chúng em muốn chia sẻ cho tất cả mọi người luôn. Ở đây, đống to đùng đây là lan kim thoa. Toàn hàng dề thôi các bạn ạ. Hàng dề đẹp. Kim thoa thì cho hoa màu vàng. Cánh sáp rất là đẹp luôn. Là lan kim thoa. Toàn hàng dề thôi các bạn. Toàn dề mấy cân, dề mấy cân không ạ? Lan kim thoa thì có giá là 100.000 1 kg thôi các bạn. Đây, lan kim thoa em để giá cho các bạn là 100.000 1 kg thôi. Những dề rất là to. Dề nào cũng phải mấy cân không? Như dề này phải 3-4 cân này. Đấy, nên là các bạn là thích dề to bao nhiêu thì cứ gọi điện đặt hàng với chúng em. 100.000 1 cân nhé. Còn ở bên này đây thì em có thêm lan hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc đây nhá các bạn nhá. Đấy. Đó. Cây bây giờ đang lên những mầm cây con mới này các bạn này. Bắt đầu lên những mầm cây con mới này. Chuẩn bị cho hoa nhá các bạn nhá. Rất là nhiều thân tơ luôn. Thân tơ thì rất là nhiều. Đây. Đấy. Thân tơ rất là nhiều luôn. Có những thân là lúc khai thác nó dễ bị gãy đôi chút, nhưng mà không sao hết, dòng này nó đẻ ki cũng rất là nhiều. 250 1 kg nhé các bạn nhé, là hoàng thảo tam bảo sắc. Còn đây là trúc mành. Trúc mành có giá là 250 1 kg nhé các bạn nhé. Hạt rất to này. Đấy, rất nhiều dề là hạt to đó. 250 1 kg cái trúc mành với hoàng thảo tam bảo sắc, hoa nó tự tựa với nhau các bạn ạ, rất là sặc sỡ. Còn ở đây có hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng hàng đẹp đây có giá là 550.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng em đã chọn lọc kỹ lưỡng. Bây giờ cây nó đang ra nụ này. Bây giờ cây đang ra nụ hoa này đây. Đấy, có những thân nào nó chưa ra nụ thì bây giờ nó đang nứt nụ. Đó, như những dề này là bây giờ đang chuẩn bị nó nứt nụ thôi. Chưa ra nụ này. Đấy, có những cây là chuẩn bị trổ bông rồi đây. Đó. Đấy, nụ đang rất to rồi, chuẩn bị trổ bông đến nơi này. 550 1 kg. Còn ở bên này hàng cấy vụn. Hàng rời, hàng vụn thì em bán để cho các bạn làm giống là 350.000 1 kg nha các bạn nhé. Đấy, cái này chúng ta lấy về làm giống. Thì những thân tơ này chúng ta dùng để ki nhé các bạn nhé. Đó. Cái này là hàng vụn. Còn ở đây em có sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên còn hàng như này đây, 230.000 1 kg nhé các bạn nhé. Sơn thủy tiên hàng đẹp nhé. Xanh bóng bẩy luôn nhé. Còn ở đây là lan long tu xanh hoa tím. Hàng Bắc, thân rất là to, mập mạp. Đấy. Đó.
270.000 1 kg. Phiên năm nay em vẫn giữ giá cho các bạn là 270.000 1 kg. Còn đây là hoàng thảo vôi Bắc. Nhìn những cái thân hoàng thảo vôi Bắc rất là xù xì sơ sát. Nhưng mà đây là những cái thân tơ nhé, để sắp tới chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi Bắc có giá là 280.000 1 kg. Hôm nay vẫn giữ giá như hai phiên trước là 280.000 1 kg. Đó, hoàng thảo vôi. Đấy. Chỗ này chắc còn chừng khoảng 15 20 cân gì đấy. Đấy, những thân hoàng thảo vôi đây. Rất là đẹp. Còn ở đây là trầm vàng. Trầm vàng em còn chút hàng đẹp này, chừng khoảng 2 kg hàng đẹp với cả ở đây. Ở đây em có một chút hàng hàng cây rời vụn. Là các bạn lấy, em để giá cho các bạn là 300.000 1 kg. Đây, lấy hàng giống. Hàng cây nó hơi vụn vụn và nó bị gãy. Còn đây hàng đẹp đây. Nó thành dề này. Bây giờ cây đang lên mầm những cái mầm cái con này nhá các bạn nhá. Về thì chúng ta chăm sóc để sang tháng 5 thì những cái mầm cái con này sẽ cho hoa. Đấy. Đấy, trầm vàng đây, đang lên những cái mầm cái con này nên là cái thân nó mà bị gãy cũng chả ảnh hưởng gì cả các bạn ạ. Những cái thân này nó bị gãy như này chả sao hết các bạn nhé. Về chúng ta nuôi lấy những cái mầm cây con để sắp tới là xem hoa thôi. Chứ còn bây giờ những cái thân này đều là thân già hết rồi. Chứ nó không có thân tơ nhé các bạn nhé. Đó. Cái hàng đẹp này thì có giá là 500.000 1 kg nhé. Còn ở đây là em có trầm tím. Trầm tím thì em có một chút hàng cây nhỏ này đây. Chút hàng cây nhỏ này thì chắc có độ khoảng 1 kg thôi. Em bán với giá là 650.000 1 kg nhé, hàng nhỏ này nhé. Còn đây hàng đẹp này, toàn cây to đẹp bập mạp này, về chúng ta chơi nhỉ, là 850 1 kg nhé, 850.000 1 kg. Đó là hàng đẹp này. Còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hàng đẹp đây các bạn. Cây đang ra nụ này, đang nứt nụ nhé các bạn nhé. Đấy, đã rất nhiều cây là có nụ ra là rất dài rồi. Đây, như nụ này đây, đang ra như này hết rồi đây. Như thân này có 2 nụ này. Đấy. Kim điệp nhựa lô này cực kỳ là đẹp. Cây to đều nhau, rất đẹp. Đấy, 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đó, toàn cây to đẹp thôi. Cây nhỏ ít rồi. Cây nhỏ nhỏ thì bên em sẽ cũng chỉ gọi là bù và cho làm sao cho nó đủ cân. Tại vì như 2 dề này nó vượt quá 5 lạng rồi thì 1 dề này kèm thêm cái khóm nhỏ nhỏ gì đấy thì nó cho nó vừa 5 lạng gì đấy. Là 2-3 dề là 5 lạng. Đây những thân rời lẻ này bỏ ra để bán hàng ghép vườn thôi. Đó. Còn ở đây là u lồi. U lồi hàng gấy, thân hoa này. Những thân hoa này chúng ta vẫn còn có thể thoải mái chơi hoa nhé các bạn nhé. Không phải nó gãy là chúng ta không chơi được hoa nhé. Đây, những thân này vẫn còn đang sưng mắt này. Đấy. Cái này là hàng rỗng thôi, hàng bị gãy nhá. Hàng gãy và hàng cây nhỏ lẫn lộn nhau. Hàng rỗng, giá là 190.000 1 kg. Bác nào lấy về trồng ghép thì lấy cái phần này. Còn ở đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp. 270.000 1 kg nhé các bạn nhé. Không hề có cây nhỏ luôn. Cái này thì cây nhỏ em có bác lấy về trồng vào vườn hết rồi. Còn đây, những cái nhỏ này. Đấy, hàng em gửi đi cho các bạn là hàng to đẹp vậy này. Thân nó phải dài trừ 20 phân đến 60 phân ạ. Đó. 270.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng đẹp luôn. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng hôm nay vẫn để giá cho các bạn là 80.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng còn nguyên dề thành bó luôn này. Đó. Đấy. Đây là nhất điểm hoàng.
Các dòng hoàng thảo thì bây giờ đang xuống lá rất là nhiều, chuẩn bị cho hoa thôi. Dòng này thì ăn Tết xong là bắt đầu nó sẽ lên nụ ra hoa nhé các bạn nhé. Đây là nhất điểm hoàng đây. Đó, em cởi ra một bó thử cho các bạn đây. Đấy, đó, đấy, đấy, cởi ra nó toàn dề thôi này, 80.000 một kg thôi. Còn đây là lan kiểu mỡ gà, kiểu mỡ gà hay thủy tiên mỡ gà gì đấy cũng là nó đây nhá. Thì kiểu mỡ gà có giá là 230.000 một kg nhé các bạn nhé. Đó, 230.000 một kg, xanh mướt đẹp lắm, thân to mà thân ngắn đẹp cực kỳ. Còn ở đây là hoàng lạp giá là 100.000 này. Đó, hoàng lạp giá 100.000 đây, về chúng ta ghép lên chậu lên ấy, sắp tới xã hoa rất là cực kỳ đẹp luôn. Còn đây là lan hoàng thảo môi tua, môi tua hôm nay cũng để giá cho các bạn là 100.000 cho ở vườn nhé. Đấy, giá để cho các bạn cực kỳ là rẻ này. Còn đây là kiều môi tua, kiều tua, kiều tua có giá là 200.000 một kg. Đấy, kiều tua thì nó khác với cái môi tua nhé các bạn nhé. Kiều tua này nó cho những cái bông hoa, nó những chùm hoa nó dài hơn. Và cái kiều tua này bây giờ đang có nụ ấy nhé các bạn. Kiều tua bây giờ đang sưng nụ ấy nhé. Đó, như thân này đây nó đang sưng nụ này, có hai nụ đang sưng ở đây. Đó, rất là nhiều thân đang sưng nụ ở đây các bạn ạ. Đây, đây, đấy, như thân này đây là nó đang sưng nụ này. Đấy, đây cái nụ. Đó, kiểu tua đấy. Kiểu tua có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn bên này đây, nhìn thân nó khác biệt hẳn nhau. Cái môi tua thân nó bóng và nó có phình ở giữa thân nhé các bạn nhé. Đấy, nhất là những cái thân như này nó rất dễ phân biệt, nó phình to ra. Còn thằng này thì nó cũng hơi phình nhưng mà nó không phình bóng như thế kia, nó vẫn có những cái khía cạnh đường kẻ này, giữa thân này, dọc thân này. Đó, nhìn nó rất là khác biệt. Tất cả hoa của cái kiểu tua là nó cũng đẹp hơn cái lan môi tua kia nhiều. Còn ở đây, đây có một dề cáo này, rất là đẹp luôn này. Đấy, bạn nào lấy dề cáo này về thuần thì em để giá cho các bạn là 900.000 nhá. Dề cáo cực kỳ là đẹp luôn, toàn xếp lưng này. Đếm đếm ngọn cho các bạn xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, còn bên dưới nữa, 7 rồi. Hai thân bên dưới nữa là 8 và 9, 9 ngọn. Rất đẹp luôn này, cây to. Đấy, cây to đẹp luôn, đúng những chùm quả rất là cực kỳ là sai này. Đó, những chùm quả cực kỳ là sai luôn. Đấy, dề cáo to đẹp 900.000 nhá. Còn đây là cáo xếp, có cả xếp lưng và xếp V nhá các bạn nhá. Xếp lưng xếp V có lấn lộn nhau, giá là 300.000 một kg. Đấy, hôm qua lấy được cái lô hàng nó tương đối là giá mềm nên là lấy luôn về chia sẻ cho các bạn. Chứ còn bình thường thì giá cáo xếp thì nó lúc nào cũng giá 350, 400.000 một kg. Lô này đẹp này. Đấy, đó, đấy, hàng xếp lưng này. Đấy, xếp lưng này. Đây là lan đuôi cáo lá xếp nhé, giá 300.000 một kg, hàng tuyển chọn đẹp luôn. Còn đây lan báo hỷ, đây, đây là lan báo hỷ. Báo hỷ hôm nay chắc chỉ còn chừng ở mấy cân nữa thôi, vì hôm qua em nhận đơn khá là nhiều. Cái lan báo hỷ có giá là 150.000 một kg thôi các bạn ạ. Đó, đây lan báo hỷ đây. Bó này. Đó, đó, nó sẽ có từ thân ngắn từ 20 phân trở lên nhé các bạn nhé. Đây, những thân như này nó phải được 20 phân này. Đó,
150.000 1 kg thôi các bạn ạ. Và ở đây em có lan kiều tím. Đây là lan kiều tím nhá các bạn nhá. Kiều tím hàng xô 140.000 1 kg. Đó. Đấy, đây là lan kiều tím nhá. Cái đây chỉ là hàng xô thôi, chưa phải hàng đẹp lắm. Và đây là chồn. Chồn cây to, đẹp. Có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng chọn lọc. Cây to đẹp không này. Là 250.000 1 kg. Còn cây bé ở bên này có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Cây bé chúng ta trồng làm giống thì được lợi về đầu cây rất nhiều. Nhưng cây nhỏ thôi. Còn ở đây là lan ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc có giá 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Ý ngọc rất là đẹp luôn ạ. Ý ngọc thì hoa ý ngọc là cánh trắng, họng tím đậm, rất là đẹp. Đó, lan ý ngọc đây. Đấy. Đó. Đây nhá các bạn. Đấy, cái lan ý ngọc là cái mặt hàng cuối cùng mà em muốn đưa giới thiệu cho các bạn. Là hôm nay chúng ta gồm có bằng này loại lan. Các bạn thích loại nào thì gọi điện cho cơ sở chúng em đặt hàng nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.